Bài này xin giới thiệu với các bạn một công cụ khác cũng được tích hợp vào đĩa Ironwood CD. Đó là một công cụ chia ô đĩa khá mạnh của hãng Aronis, là Aronis Deep Reductor Suite 9 chấm. Với công cụ này và với khả năng mạnh mẽ của nó, bạn có thể chia ô đĩa, và trong nhiều trường hợp mà Partition Magic không làm được, bạn hoàn toàn có thể nhờ cậy vào ứng dụng này để có thể hỗ trợ mình trong việc chia ô đĩa. Cũng tương tự như Partition Magic, sau khi boot vào ổ đĩa CD, bạn chọn tab Boot CD. Sau đó chọn mục số 1 bằng cách bấm số 1 hoặc chọn di chuyển con nháy đến Partition Tool và nhấn Enter. Sau đó di chuyển con trỏ đến số 2, đó là mục Aronis Deep Director Suite 9.0 và nhấn Enter để truy cập và sử dụng công cụ này. Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, nếu bạn không thể dùng công cụ Partition Magic để chia ổ đĩa, thì Aronis Deep Reductor Suite là một công cụ hoàn hảo có thể thay thế và sử dụng trong trường hợp này. Giao diện của chương trình khá trực quan và được viết trên nền tảng giao diện đồ họa khá bắt mắt và giúp cho mình dễ dàng tạo đĩa cũng như là xóa, chỉnh sửa hay là thực hiện nhiều tác vụ khác nhau. Và đây chính là giao diện chính của chương trình. Vào lần đầu tiên khởi động, chương trình yêu cầu mình chọn cái giao diện chế độ người dùng. Thì mình nên chọn là Manual Mode. Ở chế độ này, mình sẽ dễ dàng chỉnh sửa và tạo ổ đĩa hơn là ở chế độ Automatic. Mình nhấn OK. Trong trường hợp này, giả sử chúng ta có một ổ đĩa dung lượng 200GB. Và bây giờ chúng ta sẽ chia ổ đĩa để tiến hành cài đặt hệ điều hành Windows nhé. Bạn có thể tạo ổ đĩa bằng nhiều cách giống như bên Partition Magic. Nhưng đơn giản nhất, chúng ta có thể chọn vào ổ đĩa của mình đang cần và lít phải chuột, chọn Create Partition. Tương tự, chúng ta tạo ổ đĩa đầu tiên là ổ đĩa dành cho cài đặt hệ điều hành. Trong phần Partition Label, chúng ta đặt là Win7 chẳng hạn. Trong phần File System, ta chọn là NTFS. Và trong phần Create a Primary Partition, chúng ta giữ nguyên mặc định. Tại phần này, chúng ta có thể dùng chuột để kéo cũng được. Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta nên gõ chính xác dung lượng của phần dùng mà mình sẽ tạo. Trong đây, ví dụ như tôi tạo phần dùng là 40GB chẳng hạn. Gõ xong nhấn Enter thì phần dùng sẽ tự động được rút ngắn lại. Bây giờ nhấn OK để tạo phần dùng đầu tiên này. Hoàn toàn tương tự bên Partition Magic, ta cũng active phần dùng này lên bằng cách lít phải chuột, chọn vào mục Advanced và chọn vào mục Set Active. Bạn lưu ý là ổ đĩa nào chưa hề điều hành, mình sẽ set active cho ổ đĩa đó nhé. Và chọn OK. Và phần dung lượng trống còn lại, bạn có thể chia thành nhiều ổ đĩa logical. Ở đây, như trong ví dụ trước, chúng ta đã tạo một ổ đĩa, bây giờ chúng ta sẽ tạo trong ví dụ này. Với Aronis, chúng ta sẽ tạo thử hai ổ đĩa nhé. Cùng chọn Create Partition. Trong Partition Label, tính vào là Data chẳng hạn. Trong phần File System, chúng ta cũng chọn là NTFS. Và như mặc định,
hệ thống tự nhận ổ đĩa tiếp theo mà mình tạo ra là ổ logical, đó là điểm nguyên mặc định này. Và trong phần partition size chúng ta chỉnh lại kích thước là 80GB chẳng hạn. Xong nhấn Enter. Rồi nhấn OK. Và phần dung lượng trống còn lại chúng ta cũng tạo một phần dung mới nữa, hoàn toàn tương tự. Tên chúng ta đặt là Story chẳng hạn. File System cũng là NTFS. Để nhấn OK. Sau khi đã tạo xong các ổ đĩa thì nhấn vào hình lá cờ để apply những cái thay đổi nãy giờ. Một cái bảng summary chứ đừng tất cả những cái phần chúng ta sẽ làm hiện lên, và nhấn Proceed để tiếp tục. Quá trình thực hiện diễn ra khá nhanh và trực quan. Đi từ từng phần một, chẳng hạn như phần 1 là tạo partition, là tạo ổ đĩa đầu tiên. Rồi sau đó tới tạo ổ đĩa thứ hai. Rồi tạo ổ đĩa thứ ba chẳng hạn. Quá trình diễn ra có thể chậm hơn so với Partition Magic, nhưng bạn hoàn toàn yên tâm. Đây là một công cụ tạo đĩa có sức mạnh và thực hiện công việc khá là dễ dàng. Và sau khi thành công thì máy báo là quá trình đã thực hiện thành công. Nhấn OK để kết thúc. Kể từ bây giờ thì bạn có thể thoát khỏi chương trình bằng cách nhấn Close, và sau đó có thể cho đĩa Windows vào để tiến hành cài đặt. Chúc các bạn thành công nhé.